Hello, xin chào em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái mẹo nữa là chúng ta sử dụng những cái tính năng cơ bản của kỹ năng của ta. Thì đây dành cho những anh em mà mới bắt đầu làm YouTube hết, còn những anh em mà làm chuyên nghiệp rồi thì mình không nó thì cơ bản là anh em đã làm được, đánh giá đã rất là rõ về cái ứng dụng này rồi, thậm chí là sử dụng rất là thành thạo rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn những anh em mới, những anh em mà chưa biết về cái ứng dụng này mới bắt đầu làm YouTube. Thì mình cũng thấy một số anh em đang còn làm còn vướng cái logo hoặc là những cái chi tiết nhỏ đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm này để mọi người có thể chỉnh sửa cái video mình cho nó ok hơn, cho nó tốt hơn ha. Ok, thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn mọi người ha, nói chung là chia sẻ cho mọi người thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng Kinemaster này. Ok, Kinemaster ha. Thì đây khi mình vào cái ứng dụng này là cái ứng dụng mà nó dành cho hệ điều hành Android nha. Còn cái ứng dụng mà nó mới bây giờ thì nó sẽ dành cho cái iOS cũng như iPhone đó. Là hôm trước mình hướng dẫn cho mọi người xóa cái logo á thì nó khác ha. Thì ở đây giống như mọi người biết, ở đây thì chúng ta có cái tỷ lệ này thì 16:9 hoặc là 96:96 thì chúng ta làm những video mà chúng ta quay trên shop ha, shop ngắn đó thì rất là nguy hiểm ha. Thì mọi người biết trường hợp mà 16:9 thì quay trên shop ngắn nó không đẹp, có nghĩa là mình sẽ quay cái 9:16 này á là nó sẽ trên shop ngắn, còn ví dụ như chúng ta quay cái video đang bình thường nó sẽ là 16:9 ha. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu một sẽ dạng chức năng cơ bản ha. Ok, bây giờ đây này, mình sẽ cho vào cái video đi. Ok, mình sẽ đưa cái video này vào. Đó. Ok, thì bây giờ khi mà cái video nó vào này thì cái việc đầu tiên mình chỉnh sửa là gì? Việc đầu tiên là mình chỉnh sửa, mình có thể chỉnh sửa âm thanh này. Đây là cái thanh âm thanh, mình có thể lên xuống cái âm thanh nó nhỏ này. Còn đây là cái độ nén của nó này, thì mọi người căn chỉnh ha, nhưng mà mình khuyến khích thì không có căn chỉnh trên cái độ nén này, chúng ta chỉ căn chỉnh lên xuống cái độ âm thanh này thôi. Ok, còn ở đây là cái ứng dụng thêm nhạc này. Thì thêm nhạc này ở đây á, mọi người có thể vào cái thư mục này ha. Thì ở đây mình có để là cái thư mục nhạc YouTube này, khi mình bấm nhạc YouTube vào thì nó ra này ha. Còn cái tất cả cái nhạc á, thì nó sẽ nằm ở trên những cái thư viện của YouTube ấy. Thì mọi người có thể lên mọi người xem ha. Đó, rất là nhiều. Ở đây ví dụ như mình muốn thêm một đoạn nhạc, mình bấm vào dấu cộng thì nó sẽ vào ha. Mọi người cần bấm vào dấu cộng là sẽ vào ha. Ok. Thì thêm nhạc, khi thêm nhạc xong đủ đoạn video rồi thì mình bấm vào đây. Thì mình sẽ cắt. Ví dụ ở đây nó cắt này, nó sẽ có cắt này, cắt đầu bên trái này, cắt đầu bên trái thì nghĩa là cắt cái đầu bên clip, cắt đầu từ cắt sang phải này. Thì bây giờ mình cắt sang phải này. Còn dùng mình cắt chia hai đầu phát thì chia hai đầu phát là nó sẽ cắt khoảng giữa này ha. Đó. Đó. Còn nếu trường hợp mà mình cắt cái khoảng bên đây nè. Ok, để mà mọi người chọn mình tí xíu ha. Bây giờ mình xóa này đi. Nó bây giờ cắt này ha. Cái đầu bên trái hay cái đầu bên phải nè, cắt nó ha. Rồi bây giờ quay trở lại. Thì ở đây mình cắt đầu này thì nó sẽ mất bên đây nè ha. Ok, đó là cái chức năng cắt. Còn cái chức năng mà ví dụ như chúng ta muốn cái video mình tua nhanh hoặc là chậm thì ở đây nó sẽ có cái giải tốc độ. Thì khi mà tốc độ chậm đó, thì mọi người có thể chậm được 0.2. Thì ở đây chậm mọi người có thể thấy nè. Chúng ta sẽ xem một cái video. Rất là chậm ha. Đó là cái video mình tua chậm lại. Còn cái tỷ lệ mình tua nhanh đây. Đây, nó có thể lên tới nhân 8, nhân 13, thậm chí nhân 16 luôn ha. Thì mọi người có thể thấy một cái video nhân 16. Không thấy gì đâu. Đấy. Thì cái tốc độ khi mà mình căn chỉnh ở đây á là nó chưa có chạy chính xác đâu. Khi mà mình xuất video ra thì nó sẽ chạy chính xác theo cái tốc độ mà mình cần căn chỉnh ha. Đó, đây. Đó, ở cái mức độ 1 là bình thường ha. Ok, mình sẽ bấm vào mức độ 1 ha. Rồi ok, thì bây giờ ở đây nó cũng có rất là nhiều nè. Máy quay nè. Ở đây thì cái Kinemaster này nó cũng cho phép mình quay luôn một màn hình ha. Thì mình có thể quay ha, sử dụng quay hoặc là chụp ảnh quay trực tiếp ha. Rồi ở đây là thêm lớp nè. Thêm lớp thì cái thêm lớp này thì mình có thể thêm một lớp, ví dụ như mình thêm một cái video để mà nó có một cái ứng dụng nè ha. Ví dụ như mình thêm một cái video vô nhọn ha. Đây. Ok, căn chỉnh cho nó bằng nhau ha. Đây. Video này mình có thể cắt ngắn dài tùy ý ha. Đây, nếu mà cắt ngắn rồi, tiếp theo ở cái chức năng này á, thì ở đây nó là ghi âm nè.
Có nghĩa là nếu trong quá trình quay mà cái đoạn mà ghi âm, cái đoạn giọng nói của mình nó có cái vấn đề gì á, hoặc là có những âm thanh bản quyền á, mình sẽ bấm vào đây mình ghi âm lại, thì mình sẽ bắt đầu ghi âm lại. Mình sẽ alo 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 1 2 3 4, alo alo alo. Ok, thì cái đoạn này ha, mình sẽ nghe lại nha ha. Mình sẽ alo 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 1 2 3 4, alo alo alo. Ok, đó mọi người thấy ha. À còn bây giờ nữa, còn cái mình bấm vào đây thì có rất là nhiều chức năng này. Ở đây là cắt ha, ở đây là chúng ta có thể cái phương tiện chúng ta có thể zoom ha. Đây này có thể zoom to lên nè, zoom to hình ảnh lên ha. Ở đoạn cuối này, ở đây là đoạn đầu này. Đó, thì mình vô trồng trọt thì mình có thể zoom lớn video lên ha, có thể zoom gần ở một đoạn nào đó để cho mình muốn con cái người xem á, người ta cần xem một cái đoạn nào đó gần thì mình có thể zoom cái đoạn này ha, mình có thể zoom cái đoạn này, còn những cái đoạn khác thì chúng ta để bình thường thì nó ok ha. Đó, đó là chức năng. Rồi tiếp theo nữa, ở đây là cái clip đồ họa này. Thì ở đây đồ họa thì nó có nhiều lắm, mọi người cứ từ từ khám phá, có thể dùng tiêu đề hoặc là này kia vô đây ha. Và tiếp theo nữa là mọi người có thể chỉnh độ xong rồi. Đây là xây thì mình có thể dùng cái đoạn này để xây video đó, xây rất là nhiều đó. Ha. Ok, và cái chức năng tiếp theo đó là bộ lọc. Thì bộ lọc ở đây là mình để bình thường này, còn dùng ở đây mình để trắng đen là mọi người có thể thấy nó trắng đen này ha, bộ lọc nó sáng hơn hay là nó tối này, những cái ram màu nào mình có thể thích ha, rồi có thể để vô ha. Đó, rất là nhiều ha. Ok, nhưng mà tốt nhất là mình nghĩ chúng ta nên đẩy ra màu tự nhiên bình thường nó hay nhất. Ok, vậy cái chức năng tiếp theo đó là điều chỉnh màu sắc. Thì màu sắc nó đang như thế này nè, mọi người có thể chỉnh ha, ví dụ như thấy nó sao đó có thể chỉnh đó, theo tông màu mình thích ha. Ok, ok, và tiếp theo đó là cái đường âm lượng. Đường âm lượng thì ở đây mình cũng không cần chỉnh đâu ha. Ở đây là bộ âm điểm, thì ở đây âm điểm nó có nhiều âm lắm, ví dụ như âm robot, âm sâu, âm điều biến, có nghĩa là những cái âm này mình thành mọi người nghe người ta nói theo giọng máy đó. Mọi người nghe này ha, alo 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 1 2 3 4. Tiếp theo của nó là làm nét hoặc là mờ ảnh. Thì ở đây nó có nhiều chức năng, đây làm nét hoặc là mờ ảnh này, còn các chức năng khác thì nó gì ha. Ok, đó là những thứ cơ bản ha. Còn ở đây thì mọi người thấy thấy này là chúng ta thêm phương tiện này, có nghĩa là thêm một video dưới. Cái tiếp theo là hiệu ứng. Hiệu ứng thì đây có rất là nhiều hiệu ứng mà mọi người có thể tham gia vô đây ha, chúng ta làm những cái hiệu ứng khác nhau ha. Ok, tiếp theo nữa đó là cái ảnh phủ. Ảnh phủ này thì thật ra mình cũng ít sử dụng nó, chứ mình hay sử dụng là cái văn bản nè. Thì văn bản đây là mọi người có thể văn bản là dùng mình đánh văn bản là để lọc. Ok, đó, mọi người có thể đánh to dặn ở đây ha. Xong ở đây chúng ta chỉnh phông chữ nè, phông chữ này ha, nó phông chữ này nếu mà mọi người chưa thấy đẹp thì chúng ta có thể đánh phông chữ khác. Thì ở đây nó có hai dạng chữ, một là chữ Android nè, hai là chữ Latin ha, thì chúng ta có thể đánh ha. Ví dụ như mình sử dụng chữ Android đi, đây Android nè, Android đây cũng có chữ này rất khá là đẹp ha. Đó, ở đây chúng ta thêm màu sắc nè, màu sắc ha. Còn ở đây là cái độ tương phản của nó nè, này lấp lánh nhấp nháy ha, mặt rung lắc này kia các kiểu ha. Chuông này ha, rất là hay. Ok, đó là cái các phông chữ ha, còn không thì mọi người cứ để bình thường. Còn đây là những cái nút vẽ nè, ví dụ như mình có thể nút vẽ cái gì đó mình vẽ ha. Ok, đây mình sẽ vẽ, ví dụ như mình sẽ vẽ cái nút vuông đi, đây nó ha. Còn đây là nút tròn này ha. Còn đây thêm một cái nữa là cái bút vẽ ha. Ví dụ đây cũng là cái bút vẽ này, đó chúng ta có thể vẽ cái gì đó,
lên cái video của mình ha. Đó, ok. Ok, chúng ta xóa đi. Đó. Ok, ha. Đó là những thứ cơ bản mà mình có thể làm được trong cái ứng dụng KineMaster này ha. À, thì đây là những thông tin cơ bản thôi. Còn ví dụ như mọi người cần thêm cái gì thì mọi người cứ để cái bình luận hoặc là mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết cho mọi người ha. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Cảm ơn và hẹn gặp lại.